Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách kiếm kim cương nhanh nhất bằng cách cày nhiệm vụ thành tích nha. Ok, thì cách đó là mọi người sẽ làm nhiệm vụ thành tích của vua chế tạo. Mình sẽ chế tạo 400 vật phẩm á. Thì để chế tạo vật phẩm nhanh nhất thì mọi người hãy chế tạo mồi tôm nè. Muốn chế tạo được mồi tôm thì cần có 3 nguyên liệu là tôm, bột mì và nước. Còn bây giờ thì mình sẽ vào siêu thị để mua nguyên liệu nha. Mọi người vào siêu thị là đi thẳng tới cái quầy này luôn nè. Chỗ này sẽ bán bột mì. Mọi người hãy mua thật nhiều để chế tạo nha, vì cần nhiều lắm á. Mua xong bột mì rồi thì mọi người qua mua tôm. Tôm thì nó sẽ nằm ở phía bên phải nha. Mua tôm xong rồi mình sẽ đi vô mua nước nè. Ok, thì mình đã mua xong nguyên liệu rồi, bây giờ mình bắt đầu mình chế tạo nè. Chế tạo cái này thì không mất thời gian chờ đợi đâu mọi người. Vừa bấm xong là hoàn thành liền luôn á. Mọi người cứ bấm liên tục cho tới khi nào mà hoàn thành xong 400 lần. Mình thì trước đó mình đã làm cái nhiệm vụ chế tạo này rồi, nên mình chỉ còn có mấy chục lần nữa thôi à. A few moments later. Và sau một hồi chế tạo thì mình đã đạt được mục tiêu của vua chế tạo rồi nè. Nếu mà mọi người chưa chế tạo lần nào á thì chắc tốn khoảng 30 phút á là hoàn thành. Mình thì mình tốn có mấy phút thôi à. Từng cái móc của mọi người nhận được cộng lại tất cả sẽ được 126 kim cương á. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn xong cách kiếm kim cương nhanh nhất cho mọi người rồi á. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.